Tô Dã Kiều sau khi nghe những lời nói dối bên phía Bá An, cậu ta không tin, dùng sức hết thật mạnh mà tới nỗi hai người đàn ông lực lưỡng cũng không giữ chặt được, Tô Dã Kiều trách mắn vì sao là huynh đệ mà lại đi hãm hại nhau, cậu ta không hiểu. Thời cơ chín mùi, Lai dẫn liền gọi thôn dân mang thứ đó tới, cậu ta lại bị kiềm chặt lại, vẫn hết giọng hỏi cho ra lý lẽ vì sao Bá An lại phản bội mình, Lai dẫn thấy cũng đã đến lúc thì liền ra lệnh cho đám người kia bắt đầu đóng đinh, "Tiểu huynh đệ, cậu cũng đi xuống thôi, mặc cho Tô Dã Kiều vùng vẫy." nói rằng bá An mới là kẻ lừa đảo chứ không phải mình. Bá An thì vẫn sắc mặt tối sầm, một người đàn ông lực lưỡng cầm một cây búa đen đến gần cậu. Trên tay còn cầm theo mấy cái cọc gõ, lộ ra sát khí thật sự là muốn đóng đinh chết tô giã kiều, bắt đầu từ khớp khuỷu tay. Đặt cái cọc gỗ vào đó, dùng búa đóng thật mạnh khiến máu văng tung tóe trời ạ thốn vãi đái. Đương nhiên thốn tới mức cậu ta kêu la ẩm ý mà đứng từ xa thôi cũng đã nghe rồi. Mọi người thì vẫn hưng phấn hò hét ngoại trừ bá an với khuôn mặt tối sầm cùng với tâm trạng khó tả cậu ta gắng sức chịu đựng tiếng rên la của tô dã kiều tới mức mà nắm đấm siết chặt chảy cả máu ra tô dã kiều lúc này đã gần như sắp chết do mất nhiều máu và cơn đau dữ dội năm cây cọc đều đã đóng hết trên người cậu ta con mợ nhìn thôi cũng thấy sởn rồi tô dã kiều vẫn cố liếc mắt nhìn bà an cậu ta vươn tay ra như đang muốn làm gì đó bên bà an thì gương mặt cậu lúc này không rõ ràng cứ như là một nụ cười độc ác nham hiểm quyết đoán và có chút giống như chúa hề dốc cơ sau khi đã đóng cọc xong bọn họ lại giữ cậu ta quỳ cố định. Có vẻ như lúc này cậu ta biết mình chắc chắn sẽ chết nên cứ gương mắt mà nhìn người đàn ông đó dùng cái búa lớn đập vào mặt cậu, máu lại lần nữa văng tung tóe. Cảnh tượng này khiến bá an cười ra nước mắt, pha này giống chúa hề thiệt chứ, làm xong thì liền nhét vào một cái bình lớn có dán bùa chú. Bên trong không có động tĩnh gì, chắc đã tắt thở rồi, được rồi. Giờ đem chôn cất nơi ta đã nói đi, lai dẫn liếc mắt nhìn bóng lưng bá an rời đi trong cơn mưa tầm tã. Một lúc sau, ngài còn có phân phó gì không? Bá An đáp, Lai Duẫn, chắc ngươi cũng rõ cục loạn lạc bên ngoài phải không? Nói ta nghe xem, Lai Duẫn đáp lời, đã có bảy nước chư hầu khởi nghĩa, tuy triều đình nguy quốc đã hủ bại, nhưng binh nhiều. Tướng Dũng, chỉ là đã sớm mất hết lòng dân, sớm muộn cũng có ngày diệt quốc. Bá An lại hỏi thế lực của quân khởi nghĩa Hắc Cương như nào, thế lực xếp thứ ba. Tuy sở hữu mấy chục vạn đại quân, nhưng đa số đều là nông phu, chỉ là có rất nhiều tướng giỏi. Thậm chí còn có cả dị năng giả, ý chủ nhân thế nào bà an càng nghĩ càng tức vì người nhà của bản thân cũng là do bị chúng sát hại lai dẫn thấy không ổn liền khuyên ngăn bà an đừng có khiêu khích bọn chúng chưa nói xong thì bị một cỗ áp lực nặng nề đè ép bà an quay lại nhìn cùng với đôi mắt quyết đoán bèn nói có gì không ổn ta phải mượn thế của bọn họ trở thành quân vương đất hoa quốc khí thế của bà an lúc này thật sự rất bá đạo dưới đôi chân của con hổ có giọng nói cất lên nếu đã quyết định đi theo ta vậy thì đừng nghi ngờ quyết định của ta mệnh lệnh nào của ta cũng phải tuân theo tuyệt đối. Bà An của lúc này đối với Lai dẫn mà nói giống như một con hổ nhìn xuống một con kiến vậy, muốn giết lúc nào thì giết. Lai dẫn vì biết bản thân đã theo đúng người nên cũng không ý kiến gì mà quỳ xuống tuân theo, bà An thấy vậy thì cũng kêu ông đứng dậy. Không quỳ lâu quá tê chân thì ai đi làm chân chạy vặt cho ta, sau khi xử lý thi thể của tên thôn chủ, ngươi hãy biến thành hình dạng của tên nó. Tìm một tên phụ trách trông coi chỗ này, ta và ngươi đi hắc cương, tặng nơi này cho bọn chúng. Nếu như vậy, Hắc Cương sẽ chấp nhận cho chúng ta vào, nghe yêu cầu của bà An. Lai dẫn liền biến bản thân thành bộ dạng của thôn chủ, liền cung kính mà làm nhiệm vụ mà Bá An đã phân phó cho. Sau khi rời đi thì Lai dẫn nghĩ thầm, trực giác của mình quả nhiên không sai, chủ nhân có bá vương chi tướng, chắc chắn có thể xưng bá một cõi. Đợi đến ngày đó, dù có là yêu thành ti cũng không làm gì được mình. Sau khi bóng lưng Lai dẫn rời đi, cũng là lúc cậu ta đã vì tô giã kiều mà tìm ra chí hướng mới, bà An nghĩ rằng bản thân phải làm quân chủ của thế giới này dùng tấm thân bất tử của mình để mà thay đổi thế giới loạn lạc này bá an nắm chặt tay liền thề với tố giã kiều vì ngàn năm sau khi cậu ta thức tỉnh chắc chắn sẽ nhìn thấy sự biến hóa trên hoa điện này sau khi bá an gia nhập quân khởi nghĩa hắc cương rất nhanh đã nhận được sự ưu ái của thủ lĩnh không lâu sau đó được thủ lĩnh sắc phong đại tướng quân cho tặng nhuyễn ngân chiến giáp và ban danh không chỉ đam mưu túc trí mà còn anh dũng thiện chiến sau đó một gương mặt ngầu lòi như cái bồn cầu này là bá an sau khi đã trưởng thành cũng được biết đến là ngân hổ tướng quân. Nhờ năng lực ẩn nấp của Lai Duẫn, bá an nhận được rất nhiều tình báo, giúp hắn trăm trận trăm thắng, trong vòng 3 năm chiếm lĩnh rất nhiều thành trì, còn chiếm được kho thóc số một ngụy quốc. Lạc thương, sau khi thành công chiếm cứ, bá an lúc này mới cởi mặt nạ ngầu đét đèn đẹt này ra. Hiên ngang đứng trên vách tường cao, cùng với đôi mắt lạnh lùng hơn mà nhìn xuống bãi chiến trường choảng nhau của các thanh niên rảnh háng, bỗng nhiên có một giọng nói cất lên là thuộc hạ của cậu nói rằng thành chủ lạc thương muốn gặp cậu bà an lại hỏi chuyện gì thành chủ lạc thương đáp tiểu nhân có giấu một trí bảo có thể dâng tặng cho đại tướng quân ngài xin hãy tha cho tiểu nhân một mạng nhưng bá an lại không có hứng thú với bảo bối gì cả riêng tố giã kiều đại ca cậu thì được he he tên thành chủ đó vẫn cố nói lấy lòng bá an trí bảo này có thể giúp thế lực của đại tướng quân lớn mạnh hơn nữa bà an nghe xong thì thấy cũng thú vị nên liền đồng ý để hắn ta dẫn đường phía bên dưới một cây đuốc đang cháy Bọn họ đang đi xuống phía dưới địa lao, Bá An không kiềm được mà hỏi, sao địa lao này lại ẩn nấp đến vậy? Tên kia cũng nói rằng những người ở đây đều là những tên tội phạm cực hung cực ác. Bên phía dưới địa lao lúc này, Bá An liếc nhìn xung quanh một hồi, thì thấy có ba tên tù nhân bên trong. Nhìn mấy tên này như vừa chơi đá xong, chắc do phê quá xong lăn ra ngất luôn, cậu ta cũng không có bất ngờ với thể loại này mà cứ đi qua. Tướng quân, trí bảo ở trong này, Bá An đứng trước một cái lồng giam bên trong có một người phụ nữ đang bị dây xích sắt trói chặt cẩn thận đã kết thúc hai chapter nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like hay một lượt đăng ký nhé cảm ơn các bạn rất nhiều